ngăn chặn qua ô nhiễm thực phẩm. CDC, Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, báo cáo một trong tất cả 6 người Mỹ, 48 triệu người, bị bệnh mỗi năm từ ăn thức ăn hoặc nước uống bị ô nhiễm. Như một nhân viên thực phẩm, điều quan trọng là để phục vụ thực phẩm an toàn cho khách hàng. Một điều quan trọng nhất là để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo. Lây nhiễm chéo là khi vi khuẩn có hại được chuyển từ thịt sống để nấu chín thức ăn hoặc thức ăn mà không cần nấu ăn như cà chua, bánh mì hoặc rau. Lây nhiễm chéo có thể được chuyển từ bàn tay, thiết bị, đồ dùng đã bị nhiễm với thịt sống hay hải sản. Thịt sống và hải sản sẽ được tan ra và lưu giữ riêng biệt để ngăn chặn ô nhiễm chéo. Đoạn phim hướng dẫn sẽ hiển thị như thế nào để ngăn chặn ô nhiễm chéo. Thiết lập các thùng khử trùng. Làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc thực phẩm là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa lây nhiễm chéo. Tất cả các thiết bị cần thiết được thành lập và hoạt động tốt trước khi tham gia trong chế biến thực phẩm. Trong đó bao gồm một bồn rửa chén 3 ngăn hoặc một máy rửa chén, khử trùng hoặc nước tẩy và bồn rửa tay được trang bị với xà bông và giấy chùi tay. Bởi có tất cả các thiết bị cần thiết lập trước thời hạn, bạn sẽ có thể di chuyển liên tục trong thời gian chuẩn bị thức ăn trong khi làm giảm nguy có lây nhiễm chéo vào khu vực chuẩn bị thức ăn. Khi thiết bị là lớn hơn bồn rửa chén 3 ngăn, làm sạch và vệ sinh vẫn sẽ được yêu cầu thiết bị được lưu trữ. Bồn rửa chén 3 ngăn. Nếu bồn rửa chén 3 ngăn được sử dụng để làm sạch thiết bị, cài đặt và sử dụng bồn rửa theo cách sau đây. Trong bồn đầu tiên, rửa với xà bông và nước nóng. Rửa sạch với nước nóng trong ngăn thứ hai. Trong ngăn thứ ba, thiết bị chìm trong một dung dịch khử trùng như nước thuốc tẩy hoặc amoni, hoặc bằng cách ngâm trong nước nóng với nhiệt độ 170 độ hoặc cao hơn. Kiểm tra nồng độ của các chất khử trùng bằng cách sử dụng một bộ dụng cụ thử nghiệm thích hợp. Nếu xài máy rửa chén, máy phải được kiểm tra để đảm bảo phù hợp vệ sinh tất cả các thiết bị và đồ dùng. Xác định nếu các máy rửa chén sử dụng nước nóng hoặc nước tẩy để vệ sinh thiết bị. Đối với một máy rửa chén nhiệt độ cao, đảm bảo trong thiết bị đạt đến nhiệt độ 160 độ hoặc cao hơn bằng cách sử dụng một giấy thermal label hoặc một thiết bị cho thấy nhiệt độ. Thermal label là giấy dán vào thiết bị để cho thấy nhiệt độ. Nếu máy rửa chén xài thuốc tẩy, kiểm tra nồng độ thuốc tẩy sau khi xả nước cuối cùng bằng cách sử dụng giấy kiểm tra nước tẩy. Nồng độ sẽ dao động từ 50 tới 200 phần triệu. Nước khử trùng. Khi vệ sinh bề mặt chuẩn bị thức ăn, một giải pháp khử trùng và một khăn lau phải được thiết lập trong gần các khu vực chuẩn bị thức ăn. Hãy chắc chắn để sử dụng thùng riêng biệt của chất khử trùng cho thịt sống và hải sản và thức ăn đã sẵn sàng để ăn. Các nguồn cung cấp là cần thiết: thùng sạch, thuốc tẩy hoặc thuốc amoni, giấy bằng thử nước tẩy hoặc nước amoni, khăn sạch. Khi đưa ra một giải pháp khử trùng thuốc tẩy, hãy làm theo các bước sau. Trong cốc nước sạch, trộn một muỗng cà phê thuốc tẩy trong một gallon nước ấm hoặc nước lạnh. Sử dụng giấy bằng thử nước tẩy để đo nồng độ chất khử trùng nước tẩy. Hãy chắc chắn rằng tập trung là giữ từ 50 tới 200 phần triệu. Thực hiện theo các bước sau để giải pháp khử trùng amoni trong cốc nước sạch. Kết hợp giải pháp theo các hướng dẫn trên nhận. Sử dụng giấy bằng thử nước amoni để đo nồng độ của thuốc diệt trùng. Hãy chắc chắn nồng độ là trong phạm vi tập trung theo quy định của nhà sản xuất. Nếu khử trùng nước amoni được phân phối từ bức tường
đơn vị gắn trên vẫn còn quan trọng để kiểm tra nồng độ, để đảm bảo rằng các chất khử trùng đang được phân phối tại các phạm vi thích hợp. Để tiết kiệm thời gian, thiết lập bồn rửa chén 3 ngăn bằng cách diện vào mỗi ngăn với nước nóng, xà bông, nước sạch và dung dịch khử trùng. Kiểm tra chất khử trùng với giấy thử khử trùng. Lấy một ít khử trùng trong thùng sạch để xài. Chậu rửa tay. Tất cả các bồn được chỉ định rửa tay phải sạch và dễ dàng truy cập. Chậu rửa tay chỉ được sử dụng để rửa tay. Các bồn rửa tay nên cung cấp nóng ở 100 độ trở lên và nước lạnh. Chậu rửa tay phải luôn luôn được thả với xà bông và giấy chùi tay. Hãy chắc chắn rằng tất cả các đồ dùng cần thiết cho việc chuẩn bị thực phẩm sạch. Sử dụng đồ dùng riêng biệt cho thịt sống và hải sản và thực phẩm đã sẵn sàng để ăn. Thực phẩm lưu trữ. Bảo quản thực phẩm thích hợp là một trong những thành phần quan trọng để ngăn chặn ô nhiễm chéo. Nếu thịt sống nhỏ lên trái cây, sau đó vi khuẩn sẽ gây ô nhiễm trái cây và có thể gây ra bệnh tật. Đây là lý do thịt liệu được lưu trữ dưới đây thức ăn đã sẵn sàng để ăn. Thịt sống được lưu giữ theo nhiệt độ nấu ăn. Gà và gà tây được lưu trữ trên kệ dưới cùng bởi vì nó đã được nấu chín để 165 độ. Thịt bò xay và thịt heo xay được nấu chín để 155 độ và sẽ được lưu trữ trên thịt gà. Thịt cừu, cá, trứng và thịt heo được nấu chín để 145 độ thì phải đặt ở trên thịt xay. Các loại thực phẩm đã sẵn sàng để ăn như trái cây và rau sống nên được lưu trữ trên các kệ hàng đầu. Nếu không đủ chỗ, đảm bảo tất cả thịt sống và hải sản được lưu trữ trên kệ dưới cùng trong thùng riêng và đậy nắp. Nếu thịt liệu được lưu trữ trong tủ lạnh vào nhà bếp, hãy chắc chắn để lưu trữ các mực có nhiệt độ nấu ăn cao nhất ở phía trước. Tan thực phẩm. Đúng cách rã đông thực phẩm là một cách khác để tránh lây nhiễm chéo. Có một số cách để làm tan thực phẩm và ngăn chặn ô nhiễm chéo. Cho rã đông trong tủ lạnh, lưu trữ thực phẩm theo nhiệt độ nấu ăn. Giữ cho thịt sống và hải sản của nhiều loại riêng biệt. Ví dụ, không đặt thịt gà và tôm cùng nhau trong một cái bát để làm tan. Làm tan dưới nước chảy trong bồn chuẩn bị thực phẩm. Không đặt các loại thịt sống và hải sản trong bồn cùng một lúc. Bồn phải được làm sạch và khử trùng sau khi rã đông. Từng loại thịt sống và hải sản trước khi rửa thực phẩm đã sẵn sàng để ăn như trái cây và rau quả. Nhớ rửa tay. Một thành phần quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm chéo là phải rửa tay và thiết bị khi cần thiết. Luôn luôn nhớ rửa tay sau khi cầm thịt sống, hải sản hoặc trứng sống trước khi xử lý bất kỳ thực phẩm khác và thiết bị làm sạch. Ví dụ, sau khi đặt thịt bò sống trên bàn nướng, phải rửa tay sạch trước khi cầm bánh mì và trước khi sử dụng thìa hoặc chạm vào cánh cửa tủ lạnh. Nhiễm chéo có thể xảy ra ngay cả khi xử lý trứng liệu. Hãy chắc chắn để rửa tay kỹ sau khi xử lý trứng liệu trước khi chạm vào bất kỳ điều gì khác. Sử dụng bao tay hoặc dùng thìa đũa sạch để xử lý thực phẩm đã sẵn sàng để ăn như bánh mì nướng. Bỏ bao tay sau khi xử lý thịt sống hoặc trứng liệu, sau đó rửa tay sạch trước khi đeo bao tay mới. Lau tay bằng khăn vệ sinh, ngâm tay trong nước khử trùng hoặc sử dụng thuốc hand sanitizer, tức là không thay thế cho việc rửa tay. Rửa tay bằng xà bông và nước nóng, sau đó lau khô bằng giấy chùi tay. Sử dụng đồ dùng có thể ngăn ngừa lây nhiễm chéo
và có thể không cần rửa tay thường xuyên. Ví dụ, nếu xài kẹp sạch để đặt thịt gà vào bàn nướng, sau đó bàn tay đã không bị ô nhiễm với thịt gà sống và không cần rửa. Nhớ để giữ xử lý các đồ dùng không bị ô nhiễm. Đồ dùng có thể được lưu trữ trong thực phẩm nếu xử lý không phải là tiếp xúc với thức ăn hoặc trong một thùng riêng sạch sẽ. Sử dụng đồ dùng riêng cho từng loại thịt sống. Nếu bất kỳ thiết bị hoặc dụng cụ đã bị nhiễm chất thịt sống, sau đó rửa sạch và khử trùng các mục trong bồn rửa chén 3 ngăn hay máy rửa chén trước khi tiếp tục sử dụng. Nếu thiết bị là quá lớn để phù hợp với bồn rửa chén 3 ngăn hoặc máy rửa chén, rửa thiết bị bằng nước xà bông, rửa lại bằng nước sạch và rửa cuối cùng với khử trùng. Đây là một đánh giá về việc ngăn chặn ô nhiễm chéo. Lây nhiễm chéo có thể được gây ra bởi bàn tay hoặc các thiết bị có bị ô nhiễm và tan thực phẩm vào bảo quản thịt sống và hải sản. Thiết lập các thùng khử trùng và bồn rửa chén 3 ngăn hoặc máy rửa chén là bước đầu tiên để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm chéo. Sử dụng giấy thử khử trùng để đo nồng độ khử trùng. Nhớ để lưu trữ các loại thịt sống và hải sản dưới thực phẩm đã sẵn sàng để ăn và sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ nấu ăn. Giữ gà trên kệ phía dưới hoặc phía trước quả tủ lạnh nhà bếp. Làm tan các loại thịt sống và hải sản riêng và được lưu trữ theo thứ từ nhiệt độ nấu ăn, rửa sạch và khử trùng, chuẩn bị bồn rửa thực phẩm sau khi tiếp xúc với thịt sống và hải sản. Rửa tay sau khi chạm vào thịt sống và hải sản, trước khi chạm vào bất cứ điều gì khác, kể cả sản phẩm, thực phẩm khác, cánh cửa tủ lạnh và đồ dùng sạch. Hãy nhớ rằng, ngâm tay trong nước khử trùng, lau tay bằng khăn lau vệ sinh hoặc dùng thuốc hand sanitizer là không thay thế cho việc rửa tay. Bỏ bao tay sau khi xử lý thịt sống, hải sản sống hoặc trứng sống, sau đó phải rửa tay sạch trước khi đưa vào bao tay mới. Làm sạch và khử trùng tất cả các thớt, dụng cụ và bề mặt làm việc sau khi tiếp xúc với thịt sống và hải sản sống bằng cách làm theo các bước và kiến nghị lây nhiễm chéo và nguy cơ bệnh tật do thực phẩm có thể được ngăn chặn. Xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Y tế để biết thêm thông tin và đào tạo.